Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ làm về khẩu Ultimate 100. Đã rất là lâu rồi thì mình chưa có đụng đến game Godfall Legends. Các bạn cũng thông cảm cho mình nhá. Dạo này toàn chơi PUBG Mobile thôi. Game đấy cuốn quá. Ông mới đi Hà Nội về đã thế còn ốm nữa. Rất là mệt luôn. Nên sắp tới thì chắc chắn mình sẽ làm ít clip lại để các bạn xem cũng thông cảm cho mình nhá. Rồi. Cái định mệnh nữa. Còn cố la liếm. Này thì la liếm này. Đã cover cho rồi còn không chạy, còn cố tình đứng lại liếm nữa thì chết là điều dĩ nhiên thôi. Bây giờ sẽ là tình huống một mình ăn tất đây rồi. Ok. Ui dồi ôi, gặp clan NST kìa. Clan mình thì chuyên C4 chứ không phải chuyên zombie đâu. Cai định mệnh. Nhảy xa thế. Bằng được bút chạy nhanh với lại nhảy xa. Ở tầm này thì tao sợ chúng mày quá cơ. Cứ tung tăng và rong rủi khắp map thôi. Mới hết vô đây. Úi dồi ôi, anh tơ yếu nữa. Thôi xong rồi. Này thì yếu rồi. Vâng. Tạm biệt anh tơ nha. Ai hí. Chạy thôi. Tầm này thì cứ rong ruổi khắp map thôi. Chả sợ bố con thằng nào. Vâng được bút tốc chạy mà. Mới hết vô đây. Bắn cái chế độ này thì cận chiến hơi khó tí. Tại vì lâu lâu nó bút thêm cái gì ấy, tức là chém nó không có sát thương, tức là nó miễn dịch với cận chiến ấy, tức là khó chịu. Mặc dù chém trúng rồi nhưng nó không chết, ảo lòi. Úi dồi ôi, úi dồi ôi, thôi xong rồi. Thôi xong rồi, kẻ hủy diệt 007. Mình biết các bạn đứng kênh me mình rất là nhiều, mình thiếu gì đường chạy bạn ơi. Đường chạy không phải là đường không lối thoát đâu. Còn 29 giây. Úi dồi ôi. Thằng nào đuổi kịp mình xem nào. Cái định mệnh nhảy mãi không lên. Trong khi được bút nhảy cao, chạy nhanh các kiểu. Úi dồi ôi. Bọn này nó chỉ dương cái mắt ếch ra nhìn thôi. Ánh mắt bất lực. Cái gì đây, lên được ư? Úi dồi, tao sợ mày quá cơ. Lại này thì trâu này. Ok, hết giờ. Vãi xoài. Cứ là đơn đánh tê gà. Cái định mệnh luôn nữa. Cạn lời. Vâng, thủ dâm có gì sai ạ? Chả nhẽ lại chạy long nhông cho các bạn bắt à? Các bạn người đông thế mệnh. Lấy thịt đề người. Không đú được. Úi dồi ôi. Bút chạy nhanh mà sao lấy đà xa không nhảy được ta? Vô lý vãi. Nít 8 mà bắn mà thủ. Vâng, mình cũng chạy sấp mặt lờ ra mình lên thủ bạn này. Làm gì căng vậy? Vâng, zombie lại ít rồi. Chán thế. Chơi cái chế độ này nó cũng thế nhỉ mà. Cũng lên hết trên thủ hàng, thẩm du, quay tay các kiểu. Vâng, bọn tờ với zombie các kiểu thì nó bơ vơ cực luôn ấy. Không biết là nên đi đâu về đâu. Không trốn, không người nương tựa. Khổ thân. Ui xồi ôi. Đã thế còn bị hành SML nữa chứ. Ui xồi ôi. Chán thế. AFK cả hai đứa bắn cái gì. Ui xồi tờ. Tờ nhấp nhô. Gắt thế. Ui xồi ôi nhấp nhô. Cái định mệnh này thì nhấp nhô này. Úi dồi ôi. Trâu vậy ba. Vẫn bắn mãi không chết. Tốn bao nhiêu là đạn. Úi dồi ôi. Nhấp nháy. Thôi xong rồi. Thôi xong rồi. Ơ vãi xoài thằng kia thoát luôn ạ. Cái định mệnh. Chơi game kỳ vậy. Chán thế. Anh em tôi chơi game cứ zombie là AFK các kiểu rồi. Chán game quá. Nó cứ săn nhiệt tình thôi. Mà cơ bản cái bọn thẩm du lên thùng hàng nó kinh quá. Không thể lên được thôi. Ui dồi ôi. Rồi. Ok fine. Rồi, bắn cây dề. Bắn này.
lầy thì đứng ngoài xa này. Con lợn này. Úi dồi ôi. Cái định mệnh gì vậy? Thơ lên đi. Đúng rồi, ui dồi ôi. À, vâng, bất lực với thằng này. Lầy thì bắn này. Người ta đã không cào rồi còn cố bắn vào người ta. Lầy thì làm khỉ mà chạy luôn. Cân đầu văn đâu rồi? Vâng, hàng fake rồi. Úi dồi, gì đấy? Gì đấy, gì đấy? Ơ này đi, ơ cái định mệnh. Ơ cái định mệnh. Cố à. Vâng, còn nhấp nhô để cho mình cào đấy chứ. Vô lý. Ok, sao nhanh vậy trời? Phải rồi. Thấy cái gì, thấy cào xa. Chắc thế rồi. Mình thấy mình cũng hơi bị ảo. Vâng, nó không thể chạy được với mình. Chắc là mình có được cái bút cái gì đấy. Rất là ghê luôn. Cái khẩu này thì bắn hơi ít đạn một tí. Mặc dù là dòng MG nhưng chỉ có 500 viên đạn thôi. Không thể ép đạn được. Khẩu này cũng khá là cùi. Ui dồi ôi. Vâng, thủ hàng nhìn chóng đã thất thủ. Sao hôm nay hủy diệt nhiều nhở? Vâng, hủy diệt nhiều thế này thì chơi tơ, cầm hero hơi bị khám đây. Cái bọn này nó bật trâu lên một cái thì đúng là chém ba là cũng không chết. Cái định mệnh lên đây á, khó lắm. Ui xồi ôi, chúng mày bơi hết vào đây. Nhảy bằng mắt này. Ui xồi, nó bút cái gì ấy? Nhìn nó mập thù lù như con ếch vậy. Khiếp thật. Ui ôi, thôi xong. Cái định mệnh nữa. Help me. Giết nó ấy. Ui dồi ôi. Để nó xây hết shot kìa. Chán VL. Ui thôi xong rồi. Cái deck nào bị rớt xuống nhở. Vô lý quá. Cái định mệnh cho mình lên nào. Ơ không được bút tốc chạy này. Trời ơi. Thôi xong rồi. Gãy rồi. Cái định mệnh biệt.
Thank you.